Hello, 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Xí Kẹo. Ok mọi người, nào qua đây xíu coi. Ui, vãi hàng, lái xe luôn cả. Ui, thanh niên kiểu nó sợ mình nó chạy anh em. Rồi lên vả nó luôn, tôi lại ngại ông chắc à. Nào, làm sao? Xong luôn lên bảng điểm số. Nghĩ sao chơi lại với SK của mình. Ui, thế đen chơi em ơi. Số nha anh em. Đây, lên trên hốt xác nó luôn nhở. Nào, ui, nhiều đồ ngon vãi luôn. Thế nào trên vậy? À kia, ok ok. Anh em chờ tí nhá, tôi sẽ xử lý cái thằng này. Vãi, tưởng là đứng trên gốc cây mà ngon đấy hả? Ok ok. Qua đây đi em, anh với chú solo này. Đùa, chơi game lại cứ phải núp sau gốc cây thế hả? Rồi nhá. Này, ui, ui. Xong vỡ đầu. Kể cả là mình không có bóng keo thì mình vẫn tự tin chơi nó luôn. Đây, tầm này thì có 2 kill rồi. Và ngày hôm nay mọi người ơi, hôm nay có một tin vui cho anh em nhá. Đó là mình đã săn được code 10.000 kim cương của game Free Fire anh em ơi. Cái code này là code không giới hạn số lượng luôn nhá, nên là các bạn có thể là thoải mái nhập mà không cần lo hết lượt nhá. Và đây bây giờ thì không để mất thời gian của anh em nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nhá. Ok. Mà quên, anh em xem video đã nhấn like cho video chưa? Các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ cho video để ủng hộ cho Kẹo nha. Được rồi, thì cái việc đầu tiên đó là các bạn sẽ vào mục nhập gớt code ở trong game. Và đây anh em, thì các bạn chờ mình xíu đây. Chuẩn bị là đây, đây sẽ là code 10.000 kim cương. Đó, các bạn chỉ cần là nhập theo cái code này. 6VV đây, 6M đây, 69QVC nữa là sẽ xong cái code. Và anh em nhấn vào nút nhập. Rồi nha các bạn, chờ đợi một xíu. Đây anh em ơi, chuẩn bị là có thêm 10.000 kim cương rồi. Ui, đấy, nhập xong code có luôn 10.000 kim cương. Đây, tôi mày mò mãi mới ra được cái code này anh em ơi. Phải nói là một cái code siêu hiếm và một cái code cực độc luôn. Rồi nha mọi người, thế anh em mà nhập được thì các bạn nhớ comment cảm ơn Kẹo nhá. Rồi nha mọi người. Thôi đùa. À thật ra thì từ nãy đến giờ thì Kẹo chỉ giỡn với anh em thôi, tức là mình đùa. Và cái code kia thì nó hoàn toàn là không có thật nha mọi người. Thì hôm nay cũng muốn cảnh báo với anh em luôn, đó là hiện nay thì có một số những YouTuber, streamer thì người ta làm những cái video nó lừa đảo nội dung. Tức là toàn là ghi là ngày nào cũng có code vĩnh viễn này, code AK rồng lửa vĩnh viễn này, code Ska Titan vĩnh viễn này, rồi là những cái code bộ trang phục mới. Thì tất cả điều đấy đều là lừa đảo nha anh em. Đó, thì mình rất là ức chế về cái việc này. Đây, và mình chia sẻ luôn với anh em như thế này, đó là các bạn sẽ chỉ nhận code từ những streamer trong đại lộ danh vọng, tức là những streamer lớn và có tên tuổi. Ok, thì đơn giản là bởi vì là một tháng ấy thì bọn mình được hỗ trợ một cái số lượng kim cương, và số lượng kim cương đó đổi ra code để tặng cho mọi người, nó giống như kiểu là một phần PR cho game. Thì đấy, nên là bọn mình mới có những cái code, thì nó đơn giản chỉ là những cái code hộp súng thôi này, hoặc là những cái code vật phẩm. Với lại thì những cái code bộ trang phục mà mình tặng cho các bạn đây chỉ là những cái code nó rất là bình thường thôi. Thật ra thì không phải là ngẫu nhiên mình biết được cái điều này, đó là một số bạn fan bên mình thì đã cảnh báo rằng là anh ơi, thằng YouTuber này nó làm video lừa đảo thế này thế kia, nó tặng code giả. Đó, thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em luôn, bởi vì là người ta làm video là ngày nào cũng có code vĩnh viễn luôn, không phải là mình xăm soi gì cả. Và đây anh em, đây là một cái ví dụ điển hình cho gọi là code vĩnh viễn đây. Đây là những cái code lừa đảo anh em ơi. Này, Ska đẳng cấp Titan vĩnh viễn này, súng Ska thần tình yêu vĩnh viễn này. Đấy, hoàn toàn là không có thật. Rồi là code trang phục tinh tan linh tinh nữa. Đây cũng lại là thêm một kênh nữa anh em ơi. Mình xin phép là những kênh này thì mình sẽ che tên, không anh em lại bảo là mình bú phêm thế này thế kia. Đây, nhận thẻ vô cực miễn phí đây. Đều là những cái nội dung lừa đảo người xem. Và mình thấy là những YouTuber này tại sao người ta có thể gọi là làm ra những cái video mà kém chất lượng như vậy. Tức là lừa đảo người xem của mình, lừa đảo fan của mình, nó là một cái điều vô cùng là cấm kỵ luôn. Kiểu như là ngày nào cũng lừa đảo rằng là code miễn phí để cho người ta vào xem video, nó rất là điêu anh em ạ. Và tôi thấy rằng là cái điều này không hợp lý. Rồi nhá, thôi thì tôi cũng muốn cảnh báo với anh em là như vậy. Thì ngoài ra là về cái phần code vĩnh viễn đấy ấy, những cái code lừa đảo đấy thì còn có một cái thể loại nữa, đó là hack kim cương Free Fire, hack vàng Free Fire.
thì các bạn lưu ý là chỉ nạp thẻ ở kênh nạp thẻ của Free Fire chính thống, đó là nạpthẻ.vn nhá, để tránh bị lừa đảo và mất tiền oan nha anh em. Ừ rồi nha. Ui, lại thêm một thằng nữa hả? Vãi cả hàng. Làm sao? Ui, tóc đỏ luôn ạ. Tôi lại sợ ông quá cơ. Xin chào mọi người, thì hôm nay với những cái chia sẻ của Kẹo, nếu như mà anh em thấy hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho video nha. Cảm ơn mọi người. Và mọi người ơi, mọi người hãy đừng thoát video vội. Hôm nay thì trong video này lát nữa thì sẽ có code hộp súng nha mọi người. Tất nhiên là hộp súng thật rồi anh em. Let's go. Đó, hôm nay là mình phải làm một cái video cảnh báo như vậy, bởi vì là không lại sợ anh em mất tài khoản này, hoặc là anh em bị mất ác thế này thế kia. Đó, nên là tôi phải cảnh báo ngay về những cái việc gọi là cốt vĩnh viễn miễn phí lừa đảo. Đó, rồi nha anh em. Thì tình hình là trong trận đấu ngày hôm nay còn lại 11 người chơi nữa. Xem check tính coi có gì không nhở. Nào xuống luôn nhở. Sao phải ngại. Chúng ta lượm được thêm một ít đạn súng trường. Thật ra thì đạn súng trường mình cũng khá là nhiều, chẳng qua là lượm cho nó full ba lô thôi. Như hiện tại đây thì ba lô của mình nó phải full đến 90% rồi. Anh em ơi, chuẩn bị có cốt cho anh em nè. Mọi người, thì đây là cốt hộp súng Macaron. Một cốt thì 50 người nhanh tay nhất sẽ nhận được nha anh em. Và đây, đó, cốt đang hiển thị ở trên màn hình nha. Anh em, các bạn có thể là tạm dừng video lại để các bạn nhập cốt nhá. Xong là tiếp tục vào xem video để ủng hộ cho Kẹo nha. Ui, và Kẹo xin chúc anh em đó là nhận được skin súng Macaron vĩnh viễn nha. Let's go nào. Mình chạy loanh quanh ngoài này nhưng mà không có ai ấy. Thôi lên xe cái nào. Đây, lên xe đi kiếm người cho nó dễ. À đủ. Ui, lại thêm một đứa đai bị hạ. Khổ lắm cơ. Không hiểu sao các ông chơi game kiểu gì mà đai nhanh thế nhở. Mình là mình kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 trong trận đấu này thôi. Hello mọi người, trong video thì vẫn đang còn code nhá, thế nên là các bạn đón xem hết video của Kẹo nhá. Ui, tầm này thì còn lại có 9 đứa này. Thôi nói chung là cứ từ từ thôi anh em, từ từ đi kiếm top 1 thôi. Tôi cũng chẳng việc gì phải vội cả. Rồi nhá, có xe thì cơ bản là sẽ kiếm người dễ hơn, chứ còn là anh em đi bộ thì chạy bộ khá là lâu. Bên dưới này thì có ai không đây? Sao mà vắng quá trời vậy? À đây. Ui, mày chạy đâu? À đủ. Hay quá nhở. Ui, đấy, thanh niên lên bản điểm số luôn. Hôm nay thì cơ bản là mình chơi combo hơi bị dị một xíu. Tức là chúng ta đang chơi AK với lại AWM. Nhưng mà mình thấy là bắn khá là ngon nhở. Thế nên là cứ chơi thôi anh em ơi, sao phải xoắn đúng không nào. Rồi nha mọi người, ở đây chúng ta có gì đây? Ui, thêm rất là nhiều từ cứu thương luôn. Ok, quá ngon. Đây mọi người, mình sửa cái giáp đã. Giáp mới tinh. Hiện tại thì chúng ta có mũ 3 này, giáp chống nổ này, rồi là thêm cả ba lô 3 nữa. Quá là ngon luôn. Đồ ngon thế này mà không lấy được top 1 nữa thì có mà vứt anh em ạ. Hỏng hết cả bánh kẹo chứ anh em đừng đùa. À, ở đây có người đúng không nhở? Ở đây có người đúng không nhở? Đâu rồi chú em? Ui, làm sao? Chú em tính làm gì đấy? À, lên xe luôn cả. Vỡ đầu đi em ơi. Ui, nó lại vào xe này. Mày này. Xong. Chơi ngáo và cái kết nha em ơi. Tính vào xe để lừa anh á hả? Lừa anh sao nổi. Đây, chúng ta còn một con xe. Nó hơi nát xíu nhưng mà. Ui, vãi hàng. Thôi bỏ, thôi bỏ. Lấy con monster chắc chạy tạm thôi anh em. Con xe kia cơ bản là nó bị mắc kẹt ở đó nên là thôi. Và đây, tiếp tục lại là cốt hộp súng Macaron đây mọi người ơi. Một cốt thì 50 người nhanh tay nhất sẽ nhận được nha. Và nếu như anh em nhập được cốt thì các bạn đừng quên là comment để cảm ơn cho Kẹo nhá. Số nhá, thì cốt nó đang hiển thị trên màn hình. Anh em nhập nhanh tay nhá. Và Kẹo xin chúc anh em trúng skin súng Macaron vĩnh viễn nhá. Đấy rồi, tiếp tục kiếm người thôi. 4 người chơi nữa. Và cơ hội chiến thắng lúc này của Kẹo đã lên đến là 20% rồi. Hóng thôi. Không biết là tầm này thì còn con bò lạc nào không nhở? Nào, có đứa nào chạy dông không để mình tông nốt nào? Mình thích tông người bằng con xe monster chắc vãi, đơn giản là nó dễ tông. Nhưng mà thôi, đổi qua con xe này chạy cho nó lẹ này. Ok ok, thẳng tiến thôi anh em ơi, tốt một thẳng tiến nào. 4 người chơi nữa. Ai,
Các bạn trốn đâu rồi, đừng để mình tìm mệt nhá. Nhiều khi kiểu kiếm người thôi cũng cực anh em. À đây, à có người, có người nhá, vòng lại. Một đứa ngay dưới kia, vòng lại vào nó luôn này. Chú lại đùa với anh rồi. Let's go luôn, à đây. Anh xem chú chạy nổi không? Ủa ơi, qua sau tảng đá luôn cơ. À đù, ui, lag hả anh em? Phải hả? Sao tự nhiên kiểu lag thế này? Thôi xong bỏ mẹ rồi, ui. Sao thằng này nó kiểu chạy như hách vậy anh em ơi? Vãi hà. Ui, sợ vậy. Sao? 9 kill, ngon chưa anh em? Thằng nào chết nhở? May này. Ui, bắn hơi lỗi. Bắn hơi lỗi các bạn ơi. Ui. Ui. Dự mô keo nhanh vậy. Hay quá nhở, khá quá nhở. Thằng này chơi cũng kinh phết anh em ơi. Nó dự bom keo đúng lúc. Thật sự luôn. Rồi ok đây. Quay trở lại con xe yêu dấu của mình. Lên xe, lái xe, lên luôn vả nó. Mày tưởng mày có bóng kem mà ngon à? Đấy. Lên luôn solo này. Solo ra xua bạn ơi. Nào. A à, đủ. A à, đủ. Cơ bản là ngay vùng NG đây là mình ngồi tạm đây thôi. Ui vãi. Có người này. Gì vậy? Yes. 10 kill. Ui. Gì vậy? Định mệnh này. Tuổi gì em? Ok luôn 11 kill. Ây. Thế này còn mỗi thằng cuối này anh em. Cơ hội top 1 của kẹo là 50-50 rồi nhá. Uầy. Chắc chắn là sẽ dễ top 1 đây. Hóng thôi. Bây giờ chúng ta nhanh tay tìm thằng cuối nào anh em nào. Tìm thằng cuối xong là win game nào. Hello bạn ơi. Cơ bản thì bo tầm này đã còn khá là to anh em. Nên là cái việc kiếm thằng cuối nó cũng khó vãi ra ấy. Anh em đừng đùa. Ui. Ngáo thế. Đang mải chém gió thì lại tông vào gốc cây. Ngáo thật sự luôn. À mà tầm này thì anh em ăn cơm chưa nhở? Kẹo thì chưa có ăn anh em. Đơn giản thì phải làm xong video cho anh em đã. Nếu như mà anh em quý kẹo thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video giúp kẹo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À đủ thằng cuối đâu tìm mệt ghê ha. Thế bây giờ chú đang ở đâu? Chú ra đây anh với chú solo này khổ lắm cơ, từ nãy giờ chạy tìm ông. Tôi mệt đứt hơi luôn. Ơ, tôi trốn đâu tinh vi thế nhở? Mình đã lượn lờ quanh cả cái khu này luôn này không thấy này. Ủa ơi, chơi như này chết tôi không nhở? Qua đây cái nào. À đây, thế rồi, thì ra ở đây à? Anh em chờ tôi tí. Vòng lại xe vả nó. Tông nó luôn nhở. À đủ. Núp sau gốc dừa hả em? Ủa ơi, có phóng lựu. Vãi hả? Ây, đen thế, thế nào nó kéo headshot luôn. Vãi thật, thằng này kéo tâm ghê vậy. Thôi anh em ơi, hơi xui. Chắc là do mình xui thôi. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Bye bye.